Canxi và vitamin D là các dưỡng chất không thể thiếu đối với sự phát triển của bé. Canxi tham gia vào quá trình hình thành xương và răng cho bé, vitamin D giúp tăng cường khả năng hấp thu canxi vào máu và đến xương. Vì thế cặp đôi này luôn đi với nhau. Vậy những thực phẩm giàu vitamin D và canxi là những thực phẩm nào? Mẹ bổ sung cho bé như thế nào? Hãy cùng tôi tìm hiểu qua video này nhé. Bổ sung vitamin D và canxi như thế nào cho đúng cách? Canxi và vitamin D mỗi độ tuổi sẽ có một nhu cầu khác nhau. Vì thế bổ sung canxi hay vitamin D cho trẻ cũng cần bổ sung theo nhu cầu của trẻ. Mẹ nên tham khảo nhu cầu canxi của con thông qua bác sĩ để có thể bổ sung canxi cho bé với liều lượng phù hợp nhất. Bổ sung canxi nhưng không được lãng quên việc bổ sung vitamin D và vitamin K2. Vitamin D3 và K2 là hai vitamin có vai trò quan trọng đối với việc hấp thu canxi. Nếu như canxi được bổ sung vào cơ thể nhưng cơ thể lại thiếu đi vitamin D3 và K2 thì không thể hấp thu được vào máu và vào trong xương. Vì thế mẹ nhớ khi bổ sung canxi cho bé thì bổ sung cả D3 và K2 nữa nhé. Bổ sung canxi từ thực phẩm vừa an toàn lại vừa hiệu quả, thực phẩm là nguồn bổ sung canxi hiệu quả cho bé. Mẹ có thể bổ sung canxi cho bé từ những thực phẩm như hải sản, các loại đậu, sữa và các sản phẩm từ sữa, phô mai, rau có màu xanh đậm nhu cầu canxi và vitamin D cho trẻ. Trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và thanh thiếu niên đều được bổ sung 400 IU vitamin D từ thức ăn mỗi ngày. Đối với trẻ sơ sinh mẹ nên bổ sung cho bé. Tuy nhiên đối với những bé sử dụng sữa công thức đã có vitamin D thì mẹ không cần bổ sung cho bé nữa. Với những trẻ bú mẹ một phần hoặc sử dụng ít hơn một lít sữa mỗi ngày thì mẹ bổ sung 400 IU vitamin D cho bé mỗi ngày nhé. Về vấn đề bổ sung canxi cho bé. Mẹ bổ sung canxi cùng với D3 để canxi được hấp thu vào cơ thể tốt nhất nhé. Đối với bé dưới 6 tháng thì cần bổ sung 300 mg canxi một ngày. Với bé từ 7 tháng đến 12 tháng tuổi cần bổ sung 400 mg canxi một ngày. Bé từ 1 đến 3 tuổi cần được bổ sung 500 mg canxi một ngày. Trẻ từ 4 đến 6 tuổi cần bổ sung 600 mg canxi một ngày. Với trẻ từ 7 đến 9 tuổi cần bổ sung 700 mg canxi một ngày với trẻ trên 10 tuổi bổ sung 1.000 mg canxi một ngày những thực phẩm giàu vitamin D và canxi bổ sung cho bé những thực phẩm giàu vitamin D mẹ có thể bổ sung cho bé như nấm trứng ngũ cốc thịt bò nước cam cá hồi cá trích cá mòi hàu, tôm sữa bò những thực phẩm giàu canxi mẹ có thể bổ sung cho bé như các loại hạt hạnh nhân óc chó điều phô mai sữa và các sản phẩm từ sữa 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 chua váng sữa các loại đậu, đậu Hà Lan, đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành. Các loại cá, cá mòi, cá thu, cá hồi. Những loại rau có màu đậm, rau cải song, rau chân vịt, rau rền. Sản phẩm bổ sung vitamin D và canxi cho bé Amoma Canxi Umkit. Trên thị trường có rất nhiều loại canxi vitamin D tốt cho bé. Trong đó, nổi trội lên là dòng sản phẩm Amoma Canxi Umkit. Với thành phần gồm có Canxi chiết xuất từ sữa giúp bé dễ dàng hấp thu được lysine, kẽm gluconat, vitamin D3, vitamin K2 hay còn gọi là MK7. Những thành phần này có ý nghĩa như thế nào? Canxi là thành phần của xương và răng. Giúp bé phát triển khung xương chắc khỏe và cao lớn. Bổ sung canxi giúp trẻ phát triển chiều cao tốt hơn. Lysin là axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp được vì vậy phải cần bổ sung từ bên ngoài vào. Lysine trong sản phẩm này là chất dẫn truyền giúp canxi có thể đi vào máu được dễ dàng hơn. Kẽm gluconat giúp trẻ nâng cao sức đề kháng. Vitamin D3 giúp canxi vận chuyển vào máu được tối đa và dễ dàng hơn. Vitamin K2 hay còn gọi là MK7 là chất dẫn truyền canxi từ máu vào trong xương. Công dụng của Amoma Canxi Umkit là Bổ sung canxi từ sữa, vitamin D3 và vitamin K2 giúp xương và răng chắc khỏe. Hỗ trợ phát triển chiều cao, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Đối tượng sử dụng: Trẻ còi xương chậm lớn, trẻ đang trong giai đoạn phát triển, trẻ đang có nhu cầu bổ sung canxi. Cách sử dụng: Uống mỗi lần 10ml, ngày uống từ 2 đến 3 lần. Xé gói dùng trực tiếp hoặc đổ ra cốc và dùng sau khi ăn. Sản phẩm này có đặc điểm gì nổi bật? cung cấp canxi từ sữa, đây là loại canxi dễ dàng sử dụng, không gây cảm giác khó chịu khi uống cho bé và không gây táo bón. Bổ sung thêm D3 và K2 tăng cường hấp thu canxi từ máu vào xương. Có thêm lysine là một axit amin cần thiết cho cơ thể. Lysine cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải cung cấp từ bên ngoài. Cũng giống như vitamin D3 thì lysine cũng là một chất dẫn truyền. Vì vậy, bổ sung lysine ngoài tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng còn giúp tăng cường vận chuyển canxi vào máu tốt hơn. Tóm lại, có rất nhiều thực phẩm giàu canxi và vitamin D mà mẹ có thể bổ sung vào bữa ăn của trẻ. Cùng với đó hãy bổ sung thêm vitamin K2 và khuyến khích con vận động nhiều hơn nhé. Gọi nghe hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.